Ở bên Nhật Bản thì cứ thao quay phim mà không sợ bị cướp điện thoại nha. Đấy, 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 đấy. Đây cửa hàng Daiso nha mọi người. Daiso. À hay tí mình vào đây mình mua đồ về nghịch tác. Daiso cửa hàng trăm yên. Daiso. Đây là cái máy điện thoại ở Việt Nam mình chỉ có thôi. Việt Nam mình không có điện máy điện thoại đâu nha. Daiso là cửa hàng trăm yên, 100 yên là tương đương khoảng 16.000 Việt Nam bây giờ. Và nhưng mà rất nhiều đồ đẹp nha. Ở Việt Nam không có cửa hàng đấy đâu. Anh em chú ý nha. Định vào quán này mà lại không biết có vào không. Đấy, Asahi tươi nha. Oishiso. Oishiso, ngon. Ngon quá. Ngon quá. Nào bia đâu, bia đâu. Nào. Đấy, cầm nào. Không cầm đấy. Hôm nay bốn anh em đi vào quán nào bà. Ê, anh đang uống nhiều thế. Ê, vô. Nay vô quán bà ba ăn làm chứ không có ăn bà ba.